ngày cất đi, cất đi dắt đi nóc nhà chuột nó sơi mất thì thôi. Cuidado rato. Ok, hello chào các bạn, mình tên Hồng Kaka. Ok, hello chào bạn, mình tên Đông Vào. Chào các bạn. Hallelujah. Có tiền mừng trong người, chào các bạn. Tiền nhá, chào mừng các bạn quay lại với Chén Đô ẩm thực châu Phi, nông nghiệp Việt Nam tại châu Phi. Thì đầu tiên vào video thì các bạn hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và một đăng ký để ủng hộ anh em mình có động lực giúp người dân cũng như là các em nhỏ ở miền núi châu Phi mọi người nhé. Đấy thì hôm nay anh em mình sẽ là không chưa làm vì hôm qua là vừa đi bán về, và cũng sẽ là hôm nay là ngày tổng kết vụ mùa bội thu đợt vừa rồi đấy, đúng không? Đợt vừa rồi là anh em mình chỉ hướng dẫn người dân là trồng để và xem cái giống cây nào tốt để anh em mình sau này sẽ giúp người dân là đẩy sâu vào trồng những cái thứ đấy nhé các bạn. Thì qua quá trình là trồng là bây giờ là cũng có một số thu hoạch rồi. Thì hôm nay là anh em mình nên là cũng quay cho các bạn xem là quá trình những thành quả người dân là thu hoạch được bao nhiêu tiền. Cũng rất nhiều bạn anh em mình vào đọc comment bình luận, nhiều bạn rất là yêu quý tem cũng vào cũng muốn biết số tiền là của anh em mình bán rau được đây, và làm thế nào và số tiền đấy. Thì hôm nay anh em mình sẽ lên là gọi là lên để tổng kết cái tiền là thu hoạch của về vườn đấy mọi người nhá, là bao nhiêu những cái đợt bán đấy là anh em mình là gom lại là cất đấy để cuối mùa là như hôm nay đấy, là sẽ tổng kết lại số tiền để mua những cái giống mới cũng như là những cái cần thiết để bắt đầu công tác là trồng trọt lần hai, đúng không? Bây giờ anh em mình ra vườn này quay cho các bạn xem là đã thu hoạch được những cái gì và đã bán là như thế nào thì các bạn cũng đã biết rồi. Thì ra quay cho các bạn xem và tí thì ra quay tiền sau. Tiền là cuối cùng đấy. Tiền cuối cùng. What a bang. No vai cai. Aí, velho. Muito gato no aí. Dá olha. Aí. Ei, aí. Que ele senta aí. A gente tá vendo. Já, vamos lá. Vai entrar na horta. Aí, muito mal. Gato no aí. Gato segue o arroz. Tá bonito, đây mọi người nhá, nhưng cái này là cái vụ mới đấy, đang trồng đang nhỏ là cùng bây sẽ chăm sóc qua cậy tỉa ra để sẽ tiếp tới là sẽ có vụ bán thái. Así agora vai meter bem, vai ser o mais grande assim, couve, assim alface, depois vai vender mais, mais dinheiro. Trong bữa nay rau cải mọi người này, cải Việt Nam và xà lách, ở bên này là cùng rau cải, ở bên này là có hành, ở cái xì bòn là. Đang nói người dân là hay vun đấy, chúng ta xì bòn là. Cái rau cải thứ 6 đừng dây quá hay, cái này có lẽ đã trồng mới đi. Ừ, trồng mới. Còn cà rốt đấy, cà rốt thì chưa thu hoạch được. Thì cũng đeo cái sushi đi là. Cái này mà có thể kinh người ta, có thể kinh người ta. Không có thể kinh người ta. Ừ, cái gì? Cái mê đông. Ở bên này có con cà rốt mọi người nhé, cà rốt là chưa thu hoạch được thì hôm sau sẽ thu hoạch đi một chuyến nữa là chuyến cuối cùng, chuyến xe cuối cùng đấy. Đấy cà rốt thì nó ở đấy, cà rốt này đi xe ra kì vậy. Đây đây là cà rốt đấy mọi người nhá, này rất là to, có tí đâu mà này. Làm quả ăn này, làm quả ăn chơi này, sáng chứ ăn gì cả, bây giờ làm mỗi củ cà rốt. Đấy mọi người nhé, mình sẽ nhổ một củ này. Úi chà. Ý. Ui, to hay. Rồi. Nhưng mà hơi ngắn. Đi mới kỳ tâm không? Ngon. Nhìn chả này, nhìn em ngắn chả này. Phải 20 phân, mới đẹp. 17 phân đấy. 17 phân. Không thua.
Chà bê bà. Chà bê bà. Đấy là những cây giống là trồng mỗi con chỉ con cà rốt chắc là sắp thu hoạch được rồi mọi người. Thì một vài vườn là sẽ có thời gian anh em mình xuống thẳng thu hoạch cà rốt này, là đem xuống chờ xem bán cái cà rốt này là cái năng suất là khách hàng mua là như thế nào đấy. Và dưới kia thì cà rốt là bắp cải là hết rồi, chỉ còn những cái nhỏ là thứ sáu là để cho nó to một tí xì xè, để cho người dân ở đấy cũng như là bản làng là sẽ ngồi nhà một vài cải gì đấy là sẽ ăn cái cà rốt đó, nói chung như cái bắp cải là gì đó. Ô cà dưa quả to đấy này, đây cà tím, đây cà có quả đâu người này, đây quả kia to này, đây ui chà, nhìn cứ phải dài mới thích, hơi ngắn, dài thì là dài lắm đấy, dài thế này 20 phân, thích anh thích dài, bằng nhỏ đấy cà rốt là dài, cả đời, à đấy là Việt Nam này, đây là có lá mọi người nhé, đây là màu. Như là màu đỏ da vàng này, mà đây là màu đỏ da đen. Anh nhìn nó ngắn ngắn này chán lắm. Đây màu đỏ da vàng, mà đây là màu đỏ da đen. Cái này cà rốt đang hướng dẫn người dân để tỉa. Còn ở dưới kia thì có lạc và khoai lang và khoai tây thì sẽ một thời gian nó sẽ thu hoạch đấy mọi người. Cà chua là cũng là rất ấy đấy, nhiều. Cà chua hôm qua thì bạn là cùng gọi là được giá đấy. Đấy thì anh em mình cũng là quay những cái gì trong vườn, những cái gì đã thu hoạch và những cái gì đã trồng được mới mọi người nhé. Đấy thì bây giờ sẽ đi vào kiểm cái ngân sách cái vụ mua vừa rồi là đây được bao nhiêu ở trong này, để sắp tới là sẽ mua những cái giống cũng như là cái những hoặc là dùng cụ hoặc những cái cần thiết để làm mới vụ mua mới đấy. Ora vai ve dinheiro como aí? Sim. Vai comprar tudo coisa. Sim. Vem agora, né? Mativaro. Quero comer. Nazo. Tudo. Nazo. Tá cheio. Angola. Nazo. Nazo. Tá cheio. Angola. Muito. Tudo. Tudo. Canta. Manda cero. Angona no. Nani, cola comigo também do que. Nazu, tudo nazu. Manda cero. Angona no. Agora eu vou pegar. É. Ngon không? Ngon. Esse que? Senhora. Olá, cảm ơn. Các bạn tôm ri gì cảm ơn Phan à, cảm ơn Kaka. Đấy thì bây giờ sẽ kiểm kê ngân sách mọi người nhé, những cái thu nhập đấy, thu nhập mà cái vụ vụ mua rồi. Thôi để đứng ở đây để chú kiểm tiền nhé. Tiền là chú nhìn thấy tiền là chú xà vào à. Được cái mù đấy không? Ui giời. Ui trời đấy nghe được. Ui rồi. Ui xòe. Nó ta xe dù ăn ngon lắm. Ta đu. Ta đu. Ta đu. Nhưng mà cà đa peso. Cà đa. Tú đa peso. 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 Này, cất đi dắt đi nóc nhà chuột nó sơi mất đi. Cuidado, rato vai comer. Caraca, vai matar. Ah, olha o bogo, depois faz aqui. Garanda. Ué, dinheiro. Ué. Nói người dân là bây giờ mới là ít thôi, mới đầu khởi đầu thôi. Các bạn ạ, sau này người dân cứ tích cực trồng bên dưới kia,
thì chắc thu nhập nó sẽ cao hơn nhiều. Để nói cho người dân này có động lực, người dân làm một việc. Đấy là bước khởi đầu ấy. Vạn sự khởi đầu nán thế này là tốt rồi đúng không? May mắn rồi. May mắn là không thất bại. Ese primer vez así. Está bonito. Ese todo vai comprar cimento de novo. Sim. Depois saiu mais 5 vezes assim. Tá bom. Não saiu bem. Pode ir assim. Uau, minha fazenda. Essa é na outra, na fazenda. Essa é bacia. É dinheiro. Nói chứ các bạn, mình này chỉ thích ngồi đếm tiền thôi. Mình nói chung các việc gì mình cũng thích, nhưng mà cái việc đếm tiền là mình thích nhất này. Ngày nào cũng được ngồi cầm tiền đếm này. Thích. Mày thích không? À chả thích ấy. Mày lấy 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 họ cái chị lấy họ anh cái nọ giàu ấy, mua đếm cái tiền. Nọ giàu. Mình chỉ thích đếm tiền. Đấy. Đấy. Gặp 500, 1.000 cho 500. Đây 500. Tanto é roca, tá bom. Quando vai querer ir na vila, só de meter lá atrás. Tiro direito. A moto de duas rodas não tá bom. Mas também uma coisa. Duas rodas, tá bom. Uma roda, duas rodas. Sim, tá bom para comprar. Sim, sim, vai comprar. É, que tem, tem show, né? Vamos ter lá. Nhiều mới, nhưng mà anh em đổi hết ra cái tên giấy thôi. Vì tên xấu để nó nặng. Không còn túi nào. Ai, Acapô á? Si, si. Hết đi. Đài quá. Dạ. Túi. Dạ bình. Sau đi nụ bó xì gót à? Dạ bình. Chào bonito. Chào các bạn. Aleluia. 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 Tiền quấn queo. Mà tiền bàn rau hay hả? Lăn quăn leo queo. Đây chưa? À, quên đi, 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 ở chỗ mình đợi như thế này thì con xe đang thì chỗ nào ấy đến trung dạ rồi ở đây là rồi giờ đi tới đây là tây á sì là tây cà bò á sì cà bò ôi mà bắt phải dùng súng bắn phải giờ mà rồi để cho giờ mà rồi bắt phải dùng súng bắn phải 800 800 chào rồi mà vừa qua chào rồi mà ai nói cho một người biết cái này không dám nghĩ ai bùn ai thế ai thế người họ như người ta cái gì đây là bao là cầm tiền trong tay là mừng cười quá kệ tiền là ai cũng cười mà có bạn là người người ta cũng như người mình người họ cũng như người mình đấy các bạn ạ. Mình thấy là cầm tiền ai cầm tiền cũng vui lắm, vui mừng lắm. Cái đồng tiền mình thành quả của mình làm ra mà. Nước Tây cùng giọng nước ta. Nước ta cùng giọng nước Tây. Cầm tiền là cười co kìa. Đấy là điểm xong rồi, bây giờ sẽ thống kê mọi người nhé. Giá là tôi đùa kì. Đấy có được 10 triệu không? Đấy, nhiều lắm. Đấy, các bạn ạ. Thì cái vụ mùa đầu tiên vạn sự khởi đầu nán thế này là nó thành công rồi, là anh em mình là tính cái số tiền này là ra số tiền Việt Nam luôn, cho mọi người hiểu là vụ mùa đầu tiên vừa trong thử nghiệm này vừa hướng dẫn người dân là đấy là số tiền này là được 2.700.000 Việt Nam mọi người nhá, là thành công rồi. EC
todo o dinheiro. Sim. Esse é o primeiro vez, né? Tá bem, tá bem. Assim já tá bonito. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Muito bem. Aleluia. Vamos reforçar lá, produção. Tá, logo. E aí, eu me encontrei, não, ngay dẫn cái số tiền này là để tiếp tục là để mua những cái giống đó, đúng rồi, giống mới để làm mở rộng thêm nữa. Và bây giờ người dân sẽ cứ ứng làm cái giống gì và làm ở đâu thì anh em mình sẽ mua những cái giống này cho người dân về làm để có thu nhập đấy. Thì mình bây giờ mình cứ nói bác trưởng thôn giữ đi. Thì sau này có thể là mình chở người dân đi để mình hướng dẫn người dân là tự đi mua. À, đúng rồi, thì mình sẽ cái này thì để phải để bác trưởng thôn giữ đấy mọi người nhá. Không, mình nó giúp mình trồng đi giao nó bán nó cầm hết tiền. Sợ thì mất hay mất động lực đúng không? Động lực. Cái gì mà có động lực ấy thì mới làm được. Có cái vùng rú này đáng lẽ trước khi đi là phải kiệm cái vùng rú nó vùng việc để nịt lại chứ. Mấy cái còn đúng cái nịt. Còn đúng cái nịt. Mình chứ đá mà cầm về đấy. Bác trưởng thôn người dân còn đúng cái nịt. Có nịt đâu mà còn. Tiên đi rồi. Cầm giờ ta còn tiền về. Cái nịt cũng còn. Cái nịt cũng còn. Luôn rồi. Ta buộc cái này ở nhà toàn lấy dây buộc. Dây chuỗi buộc lấy cái dây chuỗi ấy. Ê, cỏ được. Thôi để thế này được thôi, bác trưởng thôn sẽ cắt. Đấy thì bây giờ mình sẽ trao cái số tiền này cho bác trưởng thôn cắt luôn. Essa dinheiro eu vai dar esse mais velho. Sim. Ele vai guardar. Depois quando cavar outro e capinar outro outra terreno lá embaixo. Sim. Vai esse dinheiro vai comprar semente. Tá bem. Outra coisa. O Lurigo. O Lubando. Muito obrigado. Aleluia. Estamos a ver, né? De 50 mil. Ok, estamos a guardar. Depois vamos comprar mais outro cimento para meter lá embaixo. Nanaka, na outra, tá certo? Pulurico Andi. Ok. Camoni. Camoni. Ok, tá certo. Anh em mình nghĩ chắc là người dân là lần đầu tiên được cầm số tiền nhiều thế này đấy các bạn ạ. Thì hy vọng người dân, mong cho người dân cứ có sức khỏe, làm việc cùng anh em mình. Thì sau này người dân sẽ còn được cầm được số tiền to hơn thế này nhiều nữa. Đúng không? Đúng rồi. Yeah, agora tudo vai ficar bem, sim. Come bem, tá bem, tá bem. Apanha força, ok, ok. Vai continuar depois, dinheiro não é essa. Tá bem, é bem. Assim. Ok, yeah, tá bonito. O Lurico Vale. Ok, tá bonito. Aleluia. Đấy mọi người nhé, thì tổng kê cái vừa mua vừa thử nghiệm vừa hướng dẫn là cái số tiền là mình cùng anh em mình cùng là thống kê cho mọi người biết đấy, là một vụ mua đây là được 2.700.000 Việt Nam đồng. Thì sẽ để số tiền này sẽ để là mua những cái giống mới, những cái vật dụng để vụ mua tiếp theo cho người dân. Đấy. Thì video này anh em mình cùng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video này hay, video có ý nghĩa thì hãy nhớ cho anh em mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Ẩm thực Châu Phi Nông nghiệp Việt Nam tại Châu Phi để ngoài anh em chúng tôi có động lực giúp đỡ người dân nghèo miền núi Châu Phi cũng như các em nhỏ và các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi nha mọi người. Aleluia.